ngày 11 tháng 11, bà Lê Thị Châu, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Đắk Lắk cho biết, đã tiến hành kiểm tra đột xuất trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Victory, gọi tắt là trường Victory, ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, sau khi nhiều học sinh của trường này nhập viện, nghi do ngộ độc thực phẩm vào chiều ngày 10 tháng 11. Theo bà Châu, đoàn kiểm tra đã lấy 4 mẫu thức ăn gồm sữa, mì ý sốt bò bằm, bí đỏ chiên, nước cam của trường cho học sinh ăn vào bữa trưa và bữa xế, ngày 10 tháng 11 để kiểm nghiệm. Trước đó, trưa ngày 10 tháng 11, Bệnh viện Y Dược thành phố Buôn Ma Thuột đã tiếp nhận 8 học sinh của trường Victory trong tình trạng đau bụng, nôn ói, nghi ngộ độc thức ăn. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu trường này báo cáo về vụ việc.